Xét đấu thứ hai, trận chung kết nội dung nam tiểu học, phía gần là Liên Quân tiểu học Hiệp Thành và tiểu học Phú Thọ, phía xa là tiểu học Phú Hòa. Xét thứ hai, Phú Hòa có bóng trước, lại có bóng vào lưới, điểm cho Liên Quân 1-0. Đây Liên Quân nè anh em, Liên Quân là cổ động viên cũng khá đông. Một hai. Cho bài coi rất nhanh của Định. Phán hoàn lưới. 3-4. Chuyền hai cho thầy cơ rất hay. Năm đều chuyền cái bóng đẹp, đánh đánh gì tạo vạt vạt vạt. Năm đều, mọi thứ còn ở phía trước. Số 4 mình phía Phú Hòa có vẻ xuống sức à. Một mình bao sân à. Trời. 6 điều. Biên 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 biên. Bảy đều. Bảy đều. Quá đẹp. Điểm Liên Quân 8-7.
87. Quá tốt. 8 đều. Đây, xuống rồi, xuống xuống rồi. Phú Hòa xin hỏi ý, lần thứ nhất trong bán đấu thứ hai. À, đúng rồi. Phú Thọ. Thì Phú Hòa. Tám đều. Lúng cái chân. Điểm liên quân 98. Thì có bóng trèo ngày tài không? Đâu mà còn sức như số 5 của Chu Văn An rồi ha. Bổ đã lắm. Ngày tài không? Còn đủ tốt. Dài ra. Không bỏ dài ra, bỏ hòa mà bỏ nghe nói vậy. Bỏ đầu hết. Khốn được. Nó đang ở trên mà. Cổ động viên nhà anh em, cổ động viên. Trời ơi. Quay cổ động viên mà cổ động viên im ru. Quá xa, đứng tầm 14-15 mét. Điểm Phú Hòa 9-11. Trận chung kết Nam Trung học cơ sở cũng na ná vậy nè. Mười, 11. Vậy chứ các đường cái xuống cái khác rồi. Nên tạo điều hơn, ta có cầu hơn. Điểm liên quân 12-10. Mười một mười hai. Bên phía Liên Quân trên hội ý, lần thứ nhất trong ván đấu thứ hai, tỷ số đang là 13-12. Hết thời gian rồi ý. Hai đội tiếp tục. Liên Quân đang dẫn 13-12. Tiếp theo là Định Phát Bóng. Mười ba mười hai. Trời ơi, sao mà hiền quá vậy chị? Điểm liên quân 14-12. Liên quân đâu, ra đây coi.
13, 14. Chết rồi. Đúng là cũng phải có pin, cũng phải có trọng tài biên nữa. Đại dân chuyên môn không mà ai không biết. Quá mạnh. 15, 13 cho Liên Quân. Dạ, cấp 23 anh Tiền, trung học phổ thông anh Tiền. Đi làm YouTube thôi ạ. Ôi cơm. Trời ơi. Và xử lý rất có hiểu. Cô vận động viên mã số 4. Điểm cho Phú Hòa 14-15. Đây là YouTube độc lập hả? Dạ. Dạ không, đi tự làm à. Dạ đi chơi mà. 16-14. 16-14. Điểm của Hòa 15-16. Ngang tài ngang sức. Định nêu đẹp lắm. 17-15. Định nêu đẹp lắm. Số 10 nãy giờ đánh gì đâu không. 17-15. Vô. Biên nè. Bóng ngoài 18-15. Ngoài mà. Bóng ngoài 1 mét. 18-15. Chiếc vô địch đang đến rất gần với Liên Quân. Cho không biếu không. Điểm của Hòa 16-18. May mắn. Quá may đâu. Lưới mềm quá. Rồi, ôi. Quá đẹp. 19-16 cho Liên Quân. Khoảng cách đã là 3 điểm. Chiếc vô địch đang rất gần với Liên Quân. 20-16. Khoảng cách là 4 điểm rồi. Vô luôn. Phòng thủ tuyệt vời. Không thể tin nổi. Phong độ cũng bằng trời độ mà. 21-16. Không thể tin nổi. Điểm của Hòa 17-21. Điểm Liên Quân 22-17. Mời
28-22. Liên Quân xin hội ý, lần thứ hai trong ván đấu thứ hai, hết quyền hội ý. Đây 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 đây, sân khấu viên đỉnh cao chưa? Đó, lại cầm cái nắp tuần quạt luôn. Ghê chưa? Đó, vậy mới đúng sân khấu viên á. Đó, đó, thanh hiền nha anh em. Hết thời gian rồi ý. Mười chín hai mươi hai. Hai mươi ba mười chín. Tới lượt cảnh phát bóng. Một tay vào chiến thắng vô địch rồi. Hai mươi hai mươi bốn và con tim đã vui trở lại, còn một điểm thôi. Chúc mừng Liên Quân Hiệp Thành Phú Thọ giành chức vô địch. Thắng chung cuộc 2-0, 27-25, 25-20. Quá xuất sắc. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Tới đây like, subscribe, ủng hộ thầy Di Vlog bóng chuyền độc lạ. Điểm Liên Quân 22-17. Liên Quân xin hội ý, lần thứ hai trong ván đấu thứ hai, hết quyền hội ý. Đây 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 đây, sân khấu viên đỉnh cao chưa? Đó, lại cầm cái nắp tuần quạt luôn. Ghê chưa? Đó, vậy mới đúng sân khấu viên á. Đó đó, thanh hiền nha anh em. Hết thời gian rồi ý. Mười chín hai mươi hai.
23-19. Tới lượt Cảnh phát bóng. Và con tim đã vui trở lại. Còn một điểm thôi. Chúc mừng Liên Quân Hiệp Thành Phú Thọ giành chức vô địch. Thắng chung cuộc 2-0, 27-25, 25-20. Quá xuất sắc. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Tới hay like, subscribe, ủng hộ. Thầy Di Vlog, bóng chuyền độc lạ.